Hiện tại anh em vẫn đang theo dõi 24 trên 24 ở nhà mẹ tên Long Khoanh vùng một số đối tượng và địa điểm nghi vấn Hắn vừa trốn chạy Khả năng quay lại những nơi đó là khó Nên mở rộng sang các mối quan hệ khác nữa Mà sao cậu lại nghĩ hắn trốn ở đây Vì đây là quê nội của hắn Thời điểm trước vụ trộm một tuần Hắn có nhờ một chiến hữu xây mộ cho bố ở đây Nhưng vẫn chưa rõ là ai Hắn vẫn không chịu khai ai là người đã thuê hắn à Vâng Hắn khai là chỉ kịp lấy mẫu trước gặp rồi bị phát hiện nên không kịp lấy những tài sản có giá trị khác, khai báo lanh quanh và không chứng minh được nguồn gốc số tiền mấy chục triệu đó do đâu mà có. Việc của anh là phải làm việc ở bàn giấy hậu cần. Vậy sao ngay từ đầu bố khuyên con viết đơn xin tình nguyện về đấy ạ? À? Tôi đã nói trước với anh rồi, đấy chẳng qua chỉ là để, để nơi anh rèn luyện trước khi tôi tìm cho anh một chỗ tử tế. Còn chuyện vợ con, tôi với cô Thủy đã tìm cho anh được một mối học đại học ở Hà Nội giờ đang làm việc ở ủy ban tỉnh nhà nề nếp đợt này anh được nghỉ hai ngày hôm nay cứ ở nhà mai đi xem mặt nếu ưng tôi với cô Thủy sẽ tính nếu sau này người thân của anh không may dính vào một chuyện liên quan đến pháp luật buộc phải lựa chọn giữa một bên là tình cảm một bên là công việc anh sẽ chọn gì ưu tiên nhiệm vụ hay lựa chọn tình thân